phục vụ. Ai cũng muốn được người khác phục vụ hơn phục vụ người khác, vì bản tính con người ích kỷ hơn vị tha, nghĩ cho mình hơn quan tâm đến người, thích được người khác yêu hơn yêu người khác, mong được người an ủi cảm thông hơn thông cảm ủi an mọi người. Vì thế, để phục vụ, người ta phải cố gắng. Trong khi để người khác phục vụ thì chẳng ai phải lao tâm lao lực. Hơn thế nữa, để phục vụ hữu hiệu, người ta phải học hỏi, luyện tập và hy sinh, kiên trì. Bởi phục vụ không dễ, phục vụ không nhàn hạ, phục vụ không đơn giản. Không chỉ vì người ta không muốn phục vụ, mà còn vì người được phục vụ không luôn dễ thương biết điều. Chúng ta không muốn phục vụ vì phục vụ ai là phải quên mình đi một chút, xóa mình đi một tí, giảm thiểu mình đi một phần, hạ thấp mình xuống một gang tấc để có được khiêm tốn là chìa khóa của phục vụ. Bởi để phục vụ người khác, chúng ta không thể từ tòa cao chót vót mà ném mắt nhìn xuống, từ ngay bệ vua chúa khanh tướng công hầu mà lạnh lùng bố thí, hờ hững hy ân. Bởi căn tính của phục vụ là thật tình kính trọng và chân tình thương mến người được phục vụ. Bên cạnh là người được phục vụ không luôn dễ thương, khi nghi ngại, ngờ vực lòng tốt và thiện chí phục vụ của chính người phục vụ. Họ có thể nghĩ người phục vụ lợi dụng nghĩa cử phục vụ để mưu tìm lợi ích riêng hay có mưu đồ đen tối. Họ có thể đặt người đang tận tụy phục vụ họ vào hàng ngũ những người họ phải dè chừng, đề phòng, giữ khoảng cách an toàn khi không tin có người tốt đến độ phục vụ người khác vô vị lợi. Chưa kể nhiều người được phục vụ khó tính, đòi hỏi, chảnh chọe vì ảo tưởng mình sinh ra để được phục vụ, nghĩ mình có quyền bắt người khác phải phục vụ mình, hoặc mơ hồ nghĩ mọi người đều mong được phục vụ mình vì mình quan trọng, quyền thế có ảnh hưởng. Do đó, để được gọi là người phục vụ, người ta phải học phục vụ để có thể phục vụ tốt. Huấn luyện tâm hồn là việc làm thiết yếu để trở thành người có văn hóa phục vụ. Tự đào tạo mỗi ngày là điều kiện không thể thiếu. Và trên tất cả, phục vụ luôn phải ở trong niềm vui và đồng hành với niềm hy vọng. Thứ nhất, phục vụ trong niềm vui. Niềm vui là đòi hỏi quan trọng trong phục vụ. Vì thiếu niềm vui, phục vụ trở thành hình phạt, bản án, và phục vụ không còn giá trị của tình yêu thương vì mất tính tự nguyện. Bởi tin vào phục vụ cần yêu thương. Vì thế, phục vụ ở đâu và thời nào cũng được coi là hành vi cao quý, vì phục vụ phát xuất từ trái tim yêu thương, từ lòng kính trọng và tinh thần vị tha xây dựng. Bởi người ta không phục vụ người mình không yêu kính, không phục vụ kẻ thù mình tìm tiêu diệt, không phục vụ người mình chán ghét, xua đuổi, ruồng rẫy. Chính niềm vui là bảo chứng giá trị tình yêu của phục vụ. Chính niềm vui chứng thực sự có mặt và tác động mãnh liệt của tình yêu trong phục vụ. Và tuyệt vời hơn cả, chính niềm vui của phục vụ đem lại hạnh phúc ngay lúc này và tại đây cho người được phục vụ. Như thế, phục vụ làm phấn khởi người phục vụ và làm hân hoan người được phục vụ. Cả hai cùng hạnh phúc vì chung một tình yêu. Tình yêu phục vụ và tình yêu được phục vụ. Tình yêu trao ban và tình yêu đón nhận. Bởi với tình yêu, phục vụ không còn là công việc của tương quan phục dịch giữa người trên với kẻ dưới,
giữa ông chủ và đầy tớ, giữa nô lệ và kẻ thống trị. Trong tình yêu, phục vụ không còn mang tính áp bức, ghì chói, bó buộc, nhưng tình yêu làm cho người phục vụ và được phục vụ trở thành anh em, thành chi thể của nhau trong cùng một thân thể khi tương trợ, chia sẻ, nâng đỡ, bổ khuyết, xây dựng và giúp nhau hoàn thiện. Sau cùng, phục vụ trong niềm vui không tạo điều kiện kích cầu kiêu căng cho cả người phục vụ cũng như người được phục vụ, và càng không tạo cớ cho bất cứ người nào trong cuộc rơi vào tự ti mặc cảm hay tự hạ giá nhân phẩm mình. Bởi tình yêu luôn có sức thăng tiến, nâng cao giá trị của những người yêu thương phục vụ và được phục vụ vì yêu thương. Thứ hai, phục vụ với niềm hy vọng. Khi phục vụ ai, ta muốn mưu tìm một ngày mai tốt đẹp, một tương lai tươi sáng cho người ấy. Khi phục vụ người nào, ta mơ ước và đợi chờ một hạnh phúc, một thay đổi tích cực, một tiến triển như ý cho họ. Nên phục vụ luôn đi đôi với hy vọng, như hy vọng luôn cùng phục vụ, sánh vai, đồng hành. Nếu niềm vui khi phục vụ cho phép người phục vụ ở lại trong hoàn cảnh thực tế ở hiện tại của người được phục vụ để cảm thông, sẻ chia, nâng đỡ, thì hy vọng khi phục vụ mở đường cho người phục vụ đi vào ngày mai với người được phục vụ trên hành trình tương lai. Quả thực, không gì cao đẹp, quý giá hơn con người phục vụ, vì họ trở thành bến đỗ của người được phục vụ ở hiện tại và là bạn đường đồng hành với người được phục vụ ở tương lai. Không gì cao cả hơn con người vừa đem được niềm vui cho hiện tại, vừa mở cửa hy vọng vào tương lai cho người khác khi hết lòng phục vụ. Họ thực là những con người tuyệt vời, vì cả trong hiện tại lẫn tương lai, cả hôm nay và ngày mai đều có mặt giữa mọi người để kiến tạo, xây dựng cuộc đời người khác. Vâng, người phục vụ là người tuyệt vời, vì trái tim họ chan chứa tình yêu, tràn đầy tình người. Người phục vụ là người đáng yêu, vì hơn ai hết, họ đã thể hiện cuộc sống yêu thương qua phục vụ người khác. Người phục vụ là người đáng kính trọng, vì đã chấp nhận quên mình, xóa mình để là niềm vui, hy vọng cho tha nhân. Tóm lại, một nền văn hóa phục vụ không bao giờ làm giảm giá trị của người phục vụ, nhưng làm cho họ đáng kính trong chính cuộc sống của họ và đáng yêu trong hạnh phúc của người khác. Bởi khi phục vụ, họ là tác nhân làm nên sức sống mới và mang lại hạnh phúc cho đồng loại nhờ phục vụ trong niềm vui và với niềm hy vọng. Ước mong văn hóa phục vụ sẽ thay ra đổi thịt xã hội ích kỷ thực dụng. Ở đó, phục vụ bị coi là lạc hậu, lỗi thời. Người phục vụ bị xếp loại man mát thần kinh. Nhưng kịch cẩm thay, đạo quân đi tìm cơ hội để người khác phục vụ mình thì ngày càng lố bịch, trơ trẽn và tăng nhanh như kiến cỏ. Tiến bước ra đi dần thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khôn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng. Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người.
tình yêu Giê-xu biến đổi một tâm hồn. Thôi thúc con tim dần thân quên mình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thẫn thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người. Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ đường, phù giúp những ai bước chân trở về. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi một tâm hồn. Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thanh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng phó dâng tình yêu Chúa chung bày, theo xa lê riêng ra đi phụng vụ, truyền ban lời Chúa dấu cho thiệt thân. Ta vẫn trung kiên làm chứng nơi dân vinh Chúa ban trên quê trời. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi muôn tâm hồn. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu